Rồi, Nga Vũ xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một sự thật. Mà cái sự thật này nó sẽ tiết lộ nguyên nhân tại sao thịt nướng là món ăn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ung thư nhất. Và cái sự thật này nó tương đối nghiêm trọng. Chúng ta cần phải biết nó, phải biết bằng mọi giá để làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt hơn, thưa các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài ngay và luôn nhé các bạn. Như tôi đã nói ở trong cái tiêu đề, bài này tôi sẽ tiết lộ với các bạn một cái sự thật mà phải gọi là sự thật khủng khiếp. Thưa các bạn, nguyên nhân thứ nhất của món thịt nướng gây ung thư là nhiều người kinh doanh vô lương tâm. Lương tâm không bằng lương tháng, phải không các bạn? Sử dụng thịt không đảm bảo chất lượng để chế biến bán cho người tiêu dùng. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, khi thịt nướng ở nhiệt độ cao, các chất béo trở thành chất không tốt cho tim mạch. Và nếu người ăn nhiều thịt nướng và thường xuyên, có thể dẫn đến mỡ máu cao. Một số chất độc hại sẽ sinh ra khi nướng, kết hợp với khói và chất đạm. Và đó là nguyên nhân tác động xấu tới một số bệnh như tim mạch và xương khớp, v.v. Và thưa các bạn, nếu ăn nhiều quá ngưỡng có thể gây ra ung thư. Rồi, xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình bữa nay. Bây giờ chúng ta sẽ vào ngay và luôn nhé các bạn. Tôi muốn nói đến đây là giải pháp để giảm tối thiểu chất độc hại khi chúng ta ăn thịt nướng. Tôi không kêu các bạn bỏ ngay món thịt nướng, ngay và luôn, nhưng hãy khắc phục nhiều nhất có thể. Thứ nhất, không ăn thịt nướng tái nhé. Nhiều người thì thích ăn thịt nướng tái vì thịt sẽ mềm và giữ được cái hương vị. Còn nếu ăn quá chín thì cho rằng thịt sẽ dai và mất hương vị của thịt. Nhưng sai lầm là đây ạ. Các bạn sẽ gặp nguy hiểm nếu ăn quá nhiều thịt tái vì rất dễ bị nhiễm ký sinh trùng, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho sức khỏe của các bạn. Thứ hai, không ướp quá nhiều gia vị khi nướng thịt. Tại sao ạ? Vì khiến thịt dễ cháy và tăng lượng muối vào cơ thể nhé. Nên pha nước sốt riêng để chấm thịt sẽ làm giảm việc sản sinh các chất gây ung thư do thịt dễ cháy ạ. Thứ ba, tuyệt đối nói không với phần thịt nướng bị cháy hoặc nướng quá khô nhé các bạn, vì đây là những chất sản sinh ra ung thư nhiều nhất ạ. Thứ tư, chỉ nên ăn 1 đến 2 lần một tuần. Vì sao ạ? Vì theo sự nghiên cứu của khoa học thì đạm vào cơ thể chúng ta thì thận sẽ lọc rất nhiều. Và nếu khi bạn ăn nhiều quá thì sẽ dẫn đến suy thận. Mình có một người bạn đã bị suy thận giai đoạn 5 và bác sĩ cũng bó tay rồi, mình cũng rất là buồn. Bạn nói bạn ăn thịt nướng rất là nhiều, từ thứ 2 đến thứ 6, chỉ có thứ 7 chủ nhật là bạn nghỉ thôi. Nên bây giờ kết quả là đang suy thận giai đoạn 5 và phải chạy thận, rất là mất nhiều tiền ạ. Hình như là một lần chạy thận là 8 triệu mấy đó. Nếu bạn có bảo hiểm thì cũng phải 5 triệu mấy ạ, bằng một cả một gia tài ạ. Thứ năm ạ, nên ăn thịt nướng kèm rau quả. Vì tại sao ạ? Vì khi bạn ăn thịt nướng kèm rau quả thì những cái loại rau sẽ hóa giải bớt đi cái phần chất độc trong thịt và cũng cho bạn dễ tiêu ạ. Thứ sáu, không uống nước ngọt có ga khi ăn thịt nướng. Bởi vì chất caffeine có trong nước ngọt có ga sẽ thúc đẩy sự chuyển động các ion C sau khi thịt nướng được phân giải, dẫn đến suy thoái chất vô trong cơ thể và tạo nên bệnh lý về xương ạ. Sẽ làm cho xương các bạn dễ loãng hơn ạ. Thứ bảy, ưu tiên ăn thịt nạc hơn thịt mỡ nhé. Thì như từ đầu Nga đã nói, khi mà bạn ăn nhiều mỡ quá thì sẽ dẫn đến mỡ trong máu ạ. Sẽ dẫn đến nhiều cái bệnh về tim mạch. Thứ tám, nên trộn dầu đậu phộng vì theo nghiên cứu nó an toàn hơn các loại dầu khác nha các bạn, vì nó không bị biến đổi ở nhiệt độ cao. Rồi, như vậy là tôi đã vừa trình bày xong một cái bài mà tôi rất tâm huyết tâm đắc. Chẳng mong gì hơn
Mong tất cả các bạn có thể quan tâm hơn chút xíu về sức khỏe cũng như là cuộc sống của các bạn bằng việc nhìn ra nguyên nhân ai việc gì là thủ phạm làm cho thế hệ chúng ta sức khỏe, tinh thần cũng như là hạnh phúc ngày càng bị hủy hoại hơn à. Và hãy nhớ lại nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2023 cho tới năm 2030 sắp tới đây, sức khỏe tinh thần, thể chất của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hiện đại là hại điện đó các bạn ạ. Nói cho vui vậy thôi. Hãy thông minh trong việc ăn uống khoa học, hãy bảo vệ cơ thể chúng ta, lắng nghe sự cầu cứu của cơ thể mỗi ngày, khám định kỳ sức khỏe ít nhất là 6 tháng một lần nha các bạn. Cố gắng lên nhé. Quá yêu thương các bạn mới làm bài này đó. Ráng lên nhé. Bye bye và xin hẹn gặp lại ạ.